Nên em chơi vui vẻ xong rồi lái gai rồi đi về. Còn là anh em chung đam mê sông nước. Đó, người mặc áo đen này là chuyên lắp máy ầm mà xà lan nha. Tên Dương. Không coi chứ hả? Bị sống hả? Có là được cái đó mà. Bởi vậy chạy không có dồn chứ. Không sao, không sao.
mà nó nhìn cái cano nữa vợ nè.